Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Iron Argan do công ty cổ phần 23 tháng 9 sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Iron Argan cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Iron Argan có thành phần là sắt, dưới dạng sắt gluconat 50mg, manga, dưới dạng manga gluconat 1.33mg, đồng, dưới dạng đồng gluconat 0.7mg. Iron Argan được bào chế dưới dạng dung dịch uống. Iron Argan mang lại cho người dùng công dụng, thiếu máu do thiếu sắt điều trị dự phòng cho những người có nguy cơ cao thiếu sắt, dự phòng thiếu chất sắt ở phụ nữ có thai, trẻ em và thiếu niên. Trẻ em còn bú sinh thiếu tháng, trẻ sinh đôi hoặc có mẹ bị thiếu chất sắt, khi nguồn cung cấp chất sắt từ thức ăn không đủ đảm bảo cung cấp chất sắt. Sản phẩm dùng cho các trường hợp phụ nữ, trẻ em, thiếu niên theo chỉ định của bác sĩ. Sản phẩm Iron Argan được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Iron Argan được nhà sản xuất khuyên dùng như sau. Liều điều trị người lớn 100 mg đến 200 mg chất sắt tương đương 2 đến 4 ống trên ngày chia làm nhiều lần trẻ em trên 1 tháng tuổi 3 mg đến 6 mg sắt nguyên tố trên kg mỗi ngày chia 3 lần. Phụ nữ đang mang thai 50 mg chất sắt một ống mỗi ngày trong suốt hai quý cuối của thai kỳ hoặc bắt đầu từ tháng thứ tư của thai kỳ. Phụ nữ đang cho con bú 50 mg chất sắt một ống mỗi ngày. Thời gian điều trị Thời gian phải đủ để điều chỉnh sự thiếu máu và phục vụ với nguồn dự trữ sắt. Người lớn khoảng 600 mg ở phụ nữ và 1.200 mg ở nam giới. Thiếu máu do thiếu sắt 3-6 ngày tùy theo mức độ hao hụt nguồn dự trữ. Có thể lâu hơn nếu nguyên nhân gây thiếu máu không được kiểm soát. Hiệu quả điều trị chỉ có được sau 3 tháng điều trị, dựa trên sự điều chỉnh được tình trạng thiếu máu, hòa bình, MCV và phục hồi lượng sắt dự trữ, sắt trong huyết thanh và độ bão hòa transferrin chống chỉ định khi sử dụng iron argan, thiếu máu không do thiếu sắt. Quá tải chất sắt, bệnh zelasermi, thiếu máu do suy tủy. Loét dạ dày tá tràng cấp tính, mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng iron argan, uống nhiều trà sẽ giảm hấp thu sắt. Thận trọng trong trường hợp bệnh nhân bị tiểu đường để tránh khả năng răng bị nhuộm đen sẽ tự khỏi sau đó, không ngậm lâu dung dịch thuốc trong miệng. Trong thuốc có chứa tá dược, gluco, Sucralose không sử dụng cho bệnh nhân không dung nạp fructose, kém hấp thu gluco galactose hoặc thiếu sucrase isomaltase. Glycerin có thể gây nhức đầu, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Iron Agan, đồng thời biết cách sử dụng Iron Agan sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.